kính mời quý vị nhân chúa trưởng ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự đoán. Chiều ngày 20 tháng 7 năm 2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ quân sự lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 bước vào phiên khai mạc với sự tham dự của 120 đảng viên đại diện cho các đảng viên của 5 đảng bộ trực thuộc. Đại hội tiến hành theo phương châm dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, hiệu quả với chủ đề phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, làm nòng cốt trong xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ quân sự tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, tích cực và chủ động làm tốt vai trò tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, quán triệt, triển khai có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Các chỉ tiêu nghị quyết đề ra cơ bản hoàn thành tốt, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật có sự chuyển biến tốt. Công tác đảm bảo hậu cần, tài chính và công tác kỹ thuật đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đề nghị Đảng bộ quân sự thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục phát huy tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, triển khai thực hiện kịp thời có hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương gắn với xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, triển khai thực hiện chính sách pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng an ninh, tập trung xây dựng các tiềm lực, nhất là tiềm lực về chính trị, tinh thần, tiềm lực quân sự ngày càng vững chắc. Thực hiện tốt 3 khâu đột phá, nâng cao năng lực, trách nhiệm và uy tín của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng diễn tập, tăng cường xây dựng nền nếp chính quy, kỷ cương, kỷ luật, nâng cao chất lượng hoàn thành chỉ tiêu công tác huấn luyện, diễn tập, tuyển sinh, tuyển quân, giáo dục kiến thức, quốc phòng, an ninh.